Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi Vlog nha. Thì như thường lệ, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của shop Út Chibi có giá là 220.000 đồng. Đó là một búp bê Barbie dễ thương và một chiếc xe Vespa siêu xịn sò sang chảnh luôn như thế này nha. Một bộ 220.000 đồng. Và bạn nào muốn đặt hàng, đây, muốn đặt hàng thì hãy nhớ số điện thoại của shop là 0937899707. Có thể nhắn tin ở Zalo và Facebook luôn ha. Đó, gọi hàng trực tiếp từ 10 giờ cho tới 9 giờ tối nha, số điện thoại này. Còn nhắn tin thì nhắn bên Zalo và Facebook, đừng quên là xin phép ba mẹ cũng như là phải có sự đồng ý của người lớn thì mình mới đặt hàng được. Shop ship hàng toàn quốc luôn nha, tiền ship chỉ từ 30 cho tới 35.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Còn bây giờ thì chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng khám phá xem bộ búp bê này dễ thương như thế nào và cách chơi như thế nào luôn nha. Thì đây, nhìn sơ các bạn đã thấy một bạn búp bê có khớp rất là đẹp luôn, váy áo cũng đẹp và chiếc Vespa siêu đẹp. Nhưng nhìn trong hộp thì chúng ta sẽ không thể nào đoán được rõ hết, cho nên bây giờ thì kênh vlog này sẽ khui ra để cho các bạn xem thử ha. Đây, mình sẽ cắt cái phần băng keo ở đây ra nha các bạn. Đây, mình sẽ cắt cái phần băng keo đây ra, sau đó mình sẽ mở cái hộp ra, mình sẽ lôi nó ra như thế này đó, mở nó ra như thế này để cho các bạn nhìn rõ hơn. Và đây, các bạn đã nhìn thấy rõ hơn rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ coi phần tóc của búp bê trước nha. Cái tóc của bạn đó nó bị chạy lên nè, chứ nó xuống như thế này thì nó sẽ gọn gàng hơn ha. Ở trong hộp cho nên là không ai chỉnh tóc cho bạn nó được. Đây, tóc như thế này. Và các bạn xem nha, tóc sẽ rất là nhiều luôn. Đây ha, đây, tóc rất là nhiều, búp bê có khớp nha. Và đây là loại búp bê mắt đá này, cặp mắt lung linh, miệng rất là đẹp, chân mài rồi luôn ha. Đây, búp bê có thể xin chào mọi người. Đây, mình là Anna, mình yêu màu hồng và thích chạy Vespa dạo phố. Các bạn có thích dạo phố vòng vòng bằng Vespa hay không? Thì hãy về đội của mình nha. Đó, bạn nào yêu mình thì có thể đón mình về nhà. Mình chỉ có 220.000 đồng thôi. Trên áo của mình thì có một cái nơ nè. Đó, một cái nơ xinh xinh dễ thương. Còn có là áo nè, váy thì lại còn có cả ren luôn. Đây, các bạn xem váy có ren luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái xe nha. Trời ơi, nhìn kỹ nè các bạn ơi ha. Trên cái xe thì nó sẽ có cái đồng hồ để báo là hết xăng, bao nhiêu km. Đó, có cả gương chiếu hậu luôn này nha. Và không phải là chuyện bình thường đâu, các bạn xem đây nè coi. Và đây nè các bạn xem nè ha, cái gương của nó là sẽ có tráng gương như thế này luôn này nha. Đây nè cái phần này nè. Cái phần này nè, đó, nó sẽ có cái phần tráng gương luôn. Đó, bóng đèn xe phía trước nè ha. Rồi, thân xe nè, có hai cái đèn hai bên rất là đẹp. Nhìn y như là thiệt luôn ha. Rồi, đây là phần bánh xe mâm đàng hoàng nha. Có chống đồ đàng hoàng nè các bạn, đây ha. Nó sẽ có gạt chống đồ đàng hoàng nè. Đó. Búp bê thì có giày nha. Rồi, ở đây là cái phần sau của cái xe. Đó, và cái xe nó còn có thêm cái cốp để mà mình có thể là đựng đồ. Đây các bạn. Ha, cái cốp để đựng đồ. Và mình cũng có thể mở cái cốp xe này ra luôn nha các bạn. Đây. Nhìn rõ không? Đó, rồi mình có thể đựng một số cái đồ nhỏ nhỏ cho búp bê đi chơi, đi du lịch rồi đó. Ha, đồ ăn, thức uống, đồ đấy, rất là tiện luôn. Như thế này. Và cái xe này nó cũng sẽ có cái cốp luôn nè. Này, cái yên nó giống như xe thiệt của mình nha các bạn. Này các bạn nhìn vô nè, nó có cái đồ trống nè, để búp bê sẽ đem theo đồ ăn, đồ áo khoác đồ đó để đi du lịch. Đó, như vậy là cái xe này nó rất là tiện lợi, y như thật luôn nha. Bạn búp bê cũng dễ thương nữa, cho nên giá là 220.000 đồng là không hề mắc luôn. Bởi vì chiếc xe nó quá xịn luôn đó các bạn. Và thật ra mình đi tìm một chiếc xe để mua cho búp bê rất là khó. Lâu lâu mới có một vài chiếc như thế này. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nha. Thì đây các bạn xem cái phong cảnh này nè, cái hộp này nè mình cũng đừng có bỏ ha. Mình sẽ trải dài ra là mình đã có được nguyên một khu phố cho búp bê. Và để chơi bộ này thì các bạn có thể cho búp bê này đóng vai người hiền cũng được, mà đóng vai sang chảnh cũng được, đóng vai đáng ghét cũng được. Thì bây giờ mình sẽ cho búp bê này đóng vai là một cô nàng đáng ghét đi nha. Và để hướng dẫn các bạn chơi rõ hơn thì mình sẽ mượn thêm một bạn chibi có giá là 16.000 để cùng tham gia cái diễn xuất này chung với lại bạn búp bê để cho các bạn biết cách chơi ha. Và bây giờ xin bắt đầu. Vai thứ nhất là cô nàng thấy ghét. Trời ơi, con nhỏ bạn của mình sao mà lâu quá, giờ này còn chưa thấy tới nữa. Trời ơi, tôi ăn mặc đẹp như thế này mà còn phải chờ nó nữa hay sao chứ. Bực bội chắc là mình sẽ bỏ đi luôn á. Chị ơi chị có phải là chị Lisa không? Gì đó cái con nhỏ xấu xí, tôi là Lisa nè. Dạ chị ơi, cô chủ của em nói là cô chủ của em bệnh rồi, cho nên là không có ra ngoài đây gặp chị được. Nếu như chị tốt bụng á, chị có thể vào trong chở cô chủ của em đi khám bụng giùm được không? Cô chủ em đang bị đau bụng dữ lắm á nha, cho nên không có đi chơi với chị được, mà bây giờ phải đi cấp cứu. Em nhỏ quá em không có biết chạy xe, chị có thể chở chị ấy đi bệnh viện giùm em được không? No. Trời đất ơi, hẹn người ta tới chơi ai về nhờ người ta tới chở đi cấp cứu hả? Vừa phải thôi chứ. Trời ơi, thì ra là tính lợi dụng tôi chứ gì. Thấy tôi xinh đẹp giàu có lại còn đi xe xịn như thế này nữa, cho nên tính nhờ tôi chở đi bệnh viện hả? Đừng có mơ nha.
nghĩ sao một người đẹp như tôi, trời ơi, cái áo này nè là áo tôi mới mua luôn á, mình đi vô bệnh viện cái chỗ đó hả, cái mùi cũng không chịu được. Dạ không có cô ơi, cô cứu cô chủ của con đi, cô chủ con không có giả bộ đâu, cô ấy bị đau bụng thiệt luôn á, nếu không là coi chừng cô ấy chết á. Cô ơi, cô cứu cô chủ của con giùm nha. Người ta trẻ đẹp như vậy mà gọi bằng cô hả? Hả, đồ cái thứ xấu xí quê mùa nhờ giả mà còn dám chê người ta già kêu bằng cô nữa chứ. Con cô chủ của nhà ngươi á có bệnh á thì tự mà đi cấp cứu nghe không, tôi không có rảnh đâu mà đi cấp cứu, bạn bè thôi chứ đừng có lợi dụng nhau quá. Vậy là cô Lisa phóng xe đi luôn. Vậy là không ai cứu cô chủ của mình rồi, mình biết làm sao đây ta. Trời ơi, cái người gì mà xinh đẹp như vậy mà ác dễ sợ luôn á. Rủ đi chơi thì được mà đã vậy là bạn bè với nhau nữa, bạn bè gì mà đi chơi á thì đi, tới hồi nhờ chở đi bệnh viện thì không chịu đi. À biết rồi, mình sẽ gọi điện cho bệnh viện để cấp cứu. Và như vậy là trong một chút xíu thôi đó, chúng ta đã cho cô gái hóa thành thân thành một cô gái nhà giàu siêu chảnh chẹ luôn rồi đó, là vai thứ nhất. Còn các bạn cũng có thể là chơi theo cách thứ hai, là một cô gái rất là hiền dịu và dễ thương, mình thử xem nào. Và lần này thì mình sẽ nhờ cô gái này để trợ giúp đóng chung vai với lại cô gái này ha. Cô gái này cái mặt thì dữ hơn, chắc là sẽ đóng vai ác hơn đây. Và câu chuyện xin được bắt đầu nha. Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người, tôi là quản lý của diễn viên Kim Nam Su, một diễn viên trẻ đang rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc luôn. Tôi vừa mới tặng cho cô ấy một chiếc xe mới tinh luôn, cô ấy rất là thích. Và bây giờ xin mời các bạn cùng xem. Đây là chiếc xe Vespa Lovely đời mới dành cho những ca sĩ nổi tiếng đây. Rất là tuyệt vời luôn. Và đây chính là Kim Nam Su đây mọi người ơi. Xin chào mọi người có khỏe không ạ? Chị ơi, tự nhiên chị live stream vậy bất ngờ quá. Thôi em vô trong nha, em có việc rồi, xin chào mọi người nha, mình đang có chút việc. Đứng đó, đi đâu mà đi coi chứ. Tôi mới mua cho cô một chiếc xe thì bây giờ cô phải khoe với mọi người chứ, tại sao mà tôi đang live stream mà cô chỉ chào khán giả cái cô đi vô vậy hả? Cô có biết là tôi mua cho cô chiếc xe này bao nhiêu tiền hay không mà bây giờ cô im ỉm cô chạy như vậy, cô không chịu khoe với mọi người để cho mọi người thấy rằng là tôi tốt với cô như thế nào. Tại sao cô lại không khoe đi, khoe đi chứ. Ồ, xin lỗi chị, tại em tưởng đâu là chị yêu quý em rồi chị mua chiếc xe này cho em, mai mốt em làm em trả tiền lại cho chị. Cho nên là với lại nào vậy, em không có cái tính là khoe khoang cho nên em ngại lắm chị ơi, tự dưng cái mình đi khoe như vậy rồi những người mà người ta nghèo khổ á, người ta không có, người ta buồn lắm chị ơi, em không có khoe được. Trời ơi, không khoe được ha, đã là một diễn viên thì mình có đồ đẹp mình phải khoe, mình có xe mới mình phải khoe, mình có nhà mới mình phải khoe để cho mọi người biết đẳng cấp của mình là như thế nào ha. Cô đường đường cũng là một diễn viên nổi tiếng ha, mày đặt sống khiêm tốn hả, khiêm tốn thì đi về quê đi nghe chưa, nghĩ sao vậy. Chị nói kỳ quá, em cứ tưởng đâu là một diễn viên thì mình cứ làm tròn cái nhiệm vụ của mình, đó là mình diễn thật là tốt những vai diễn của mình, khán giả yêu mến vai diễn của mình là được rồi, còn mình cứ sống một cuộc sống bình thường giản dị như vậy có phải tốt hơn không. Em mà mai mốt có đủ tiền em cũng về quê em sống với mẹ em, cuộc sống ở quê nó rất là yên bình luôn. Đừng có ở đó mà dạy đời tôi nghe chưa, tôi nói một chút nữa là phải lên live stream khoe cái xe này cho tôi, còn không là tôi đuổi việc đó, đừng có mà giỡn mặt với tôi. Thấy không, làm diễn viên cũng rất là khổ luôn. Mình muốn sống một cuộc sống khiêm tốn đàng hoàng cũng không được. Người ta mua cho mình chiếc xe đẹp như thế này, rồi bây giờ người ta bắt mình phải khoe khoang lên, phải tung hô chiếc xe lên. Mình không thích việc đó một chút xíu nào hết. Các bạn nghĩ khoe khoang thì tốt hay xấu? Có thể giúp mình giải quyết cách này, cái tình huống này không? Mình thật là khó xử quá đi. Nếu không thì mình sẽ bị đuổi việc. Yeah, và chỉ làm ngắn ngắn hai câu chuyện, cô gái có thể đóng vai ác, có thể đóng vai hiền đó, và rất là nhiều câu chuyện về chiếc xe đẹp như thế này nha đó. Và các bạn có cảm thấy yêu thích cái bộ sản phẩm này hay không? Nếu yêu thích thì đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh BFGD Vlog để cùng xem những sản phẩm mới, những cái cách sử dụng bộ đồ chơi mới nha. Và nó có giá là 220.000 đồng. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 gọi điện trực tiếp từ 10 giờ sáng cho tới 9 giờ tối để đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại này, hoặc là có thể nhắn tin Zalo, Facebook luôn ha. Đừng quên giới thiệu cho mọi người kênh BFGB Vlog là một kênh thứ hai của kênh BFGB, chuyên review những sản phẩm và hướng dẫn cách chơi của những bộ đồ chơi búp bê ha. Yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.